Xin chào cả nhà, xin chào các bạn đến với kênh YouTube Nhà sách Anil Plaza. Tiếp tục giới thiệu đến các bạn một số loại đèn ngôi sao trang trí cho cây thông Noel. Đây là đèn ngôi sao dàn lưới. Thì bên ngoài là cái hình ngôi sao dàn lưới được làm bởi kim loại. Bên trong thì có một cái bóng đèn LED nhỏ. Còn đây là đèn ngôi sao dàn cánh. Ngôi sao này thì cũng được làm bằng kim loại. Bên trong là một cái bóng đèn LED. Và đèn ngôi sao nhựa. Đèn ngôi sao nhựa này thì có 4 màu.